Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về vận hạn năm 2021 của tuổi Giáp Thìn 1964 nữ mạng trong năm 2021. Hạn Huỳnh Tuyền, chủ sức khỏe. Chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xê sẩm. Kinh doanh kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Về sức khỏe, người gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu, đau người, sức khỏe suy giảm. Chủ sự thường bị đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xê sẩm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Nhìn chung, tất cả liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì chủ sự không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó dễ sẽ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi, dẫn tới tiền mất tật mang, đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng như của gia đình không được ổn định. Để giải hạn Huỳnh Tuyền, bạn cần lưu ý. Huỳnh Tuyền là hạn về sức khỏe, nhẹ thì sức khỏe suy yếu, nặng có thể dẫn tới tử vong. Vậy nên, bạn cần đặc biệt chú ý về sức khỏe, không nên chủ quan, coi thường bệnh tật mà dẫn tới. Huỳnh Tuyền, trọng bệnh số lâm chung. Về làm ăn, không nên kinh doanh, buôn bán hay làm bất cứ việc gì liên quan đến sông nước, bao gồm cả việc thuê người khác vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy. Như vậy mới tránh được những tai họa dẫn đến với mình. Đặc biệt, bạn không nên tham gia những việc không phải của mình, kẻo tiền mất tật mang sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, cũng như cuộc sống của mình và gia đình. Nếu bạn muốn giảm thiểu nguy cơ rủi ro, tăng cường may mắn và sức khỏe khi gặp hạn Huỳnh Tuyền, đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện, mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên, để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.